và tulip đúng không? Đây nữa này đó. Xin lỗi và đến mọi phần sân đấu bóng từ những thân người thân thì lại một lần nữa chúng tôi có những con cá lớn có chụp lại hiện tại mẹ và các chị em đang ở đâu, xin mời di chuyển về vị trí sân khấu để nhận lời bé Quỳnh. Xin nhắc lại, hiện tại bộ phòng kia đặt chúng tôi có điểm một cháu gái tên là Trần Uyên Quỳnh, 8 tuổi, ngã quận 12, Hồ Chí Minh. Bé tìm mẹ Bùi Thị Yến Quỳnh và chị Trần Uyên Nhi và em là Trần Uyên Trân. Hiện tại mẹ và chị em đang ở đâu, xin mời di chuyển về vị trí sân khấu để nhận lời bé. Xin cảm ơn. Xin quên và đem mô phần xin thông báo tìm thông tin người thân. Xin mời cô Chim Tiêu, cô Sảo Xuân và ở Bình Dương. Hiện tại hai cô đang ở đâu? Xin mời di chuyển từ vị trí sân khấu có âm thanh đang tìm. Xin nhắc lại, xin mời cô Chim Tiêu, cô Sảo Xuân và ở Bình Dương. Hiện tại hai cô đang ở đâu? Xin mời di chuyển từ vị trí sân khấu có âm thanh đang tìm. Xin cảm ơn.